Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và chia tay đoàn y tế của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng đã tình nguyện đến Bắc Giang tham gia công tác phòng chống dịch. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các y bác sĩ trong đoàn và nhấn mạnh, trong thời gian hỗ trợ tỉnh, các bác sĩ đã thể hiện tinh thần xả thân, cống hiến hết mình vì công việc. Qua đó đã phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được biết, đoàn y tế của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga có mặt ở Bắc Giang từ những ngày đầu phòng chống dịch với 7 thành viên là những bác sĩ có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác xét nghiệm. Trong hơn một tháng qua, với hai cơ sở xét nghiệm hiện đại, đoàn đã nhận tổng cộng hơn 34.000 mẫu, tương đương với hơn 86.000 lượt người làm xét nghiệm và đã phát hiện 498 mẫu dương tính, góp phần tích cực vào công tác truy vết, cách ly và điều trị cho bệnh nhân kịp thời, nhanh chóng, cùng với tỉnh từng bước kiểm soát dịch bệnh. Với kết quả đó, tập thể Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga và 7 cá nhân của đoàn công tác đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen vì có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.